Hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel của mình. Mình đây từ đường phố đấy mọi người nha. Xin anh em một game hẹn tại đại chiến nha, mình đây từ đường phố đấy các bạn. Ok, quay trở lại video ngày nay. Chưa vào video chúc anh em xem video vẻ của like, share hay đăng ký kênh phải mình trên rất nhiều ạ. Quay trở lại video ngày hôm nay, trước khi vào video thì không biết là anh em đã nhận quà mới của Lami chưa. Lami mới phát quà đấy các bạn, đã nhận chưa ạ? Ok, nếu chưa thì cùng mình đi nhận nha. Tôi vừa mới định và tối nay không ra clip thì lại vào game thấy Lami phát quà anh em. Thế là lại vào quay clip thông báo cho anh em. Các bạn nhanh tay vào post quà cùng anh em. Phần quà tri ân sinh nhật các bạn, siêu khủng luôn anh em. Quà tôi là phần quà từ VIP 12 đến VIP 13 các bạn. Phần quà tôi thì rất là siêu to và siêu khổng lồ luôn. Còn phần quà của anh em nào comment cho video tôi biết con nào. Quẩy ngon đấy nhờ. Từ bây giờ tôi phải bình tĩnh các bạn để chơi từng thứ một. Đầu tiên là bởi form. Ôi bây giờ 6 ai. Tôi còn thiếu 4 cái nữa anh em. Bây giờ có 4 dương công nghệ rồi à. Cày thế nhờ. Tướng con nào đây nhìn lưng rồi. Xem có bố tôi lưng chưa. 2.2 triệu. Phụ bản. Nội tổng bộ làm gì và tổng bộ làm gì. Ở đây anh em. Rồi. Phải xíu 2 cháu. Xíu 2 ghe 2. Các bạn phải có 2 cháu ghe 2 thì mới cho các bạn nhá. Đấy. Phải có 2 tướng ghe 2 thì mới được các bạn ạ. Đâu phải dễ dàng đâu anh em. Ghe 2 à. Dâu đen thế nào. 1, 2, 3, 4, 5. Ở đường này các bạn này. Lên luôn. Nên luôn đêm mê. Rồi. Nào giờ thì mua được chưa. Ô kìa. Ơ lag à. Lại bị lag rồi các bạn. Lại bị nối rồi. Thì này là biết lại bị nối rồi anh em. Nào và anh ba xem nào. Đã có nó về chưa. Nong về chưa. Nong vẫn chưa về. Các bạn đã tí tôi vào xem lại nhá. Từ đi vào xem là có cần phải thoát ra vào lại không anh em. Thoát ra vào lại quá. Đó từ từ xem nào. Sở hữu 6 tướng ghê 2 anh em ạ. 6 tướng ghê 2 anh em. Trời ơi nhìn lộn các bạn ạ. 6 tướng ghê 2 các bạn. Ui dồi ôi tưởng dây ăn. Mới đấy mà húp. Nào vào mà ăn. Trời ơi nhưng thôi cái anh em nó đang. Thôi đi nó đang cho dâu đen rồi thì nâng luôn đi các bạn xem nào. Dâu đen rồi. Đây anh em, phá ghê 2. Ừ thôi thế cũng được anh em. Nâng lại cho bố già các bạn. Thôi thì nớ là bố già thì hiện giờ đam boss cũng vẫn được thôi anh em. Tôi vẫn phải nâng lại anh em. Nớ rồi nâng lại cho bố già các bạn. Tưởng được thì ấy. Chứ không được thì thôi lại nâng lại anh em. Trời ơi tưởng gen 6 tướng các bạn ạ. Trời ơi 6 tướng giờ này chủ đi ăn cướp. Chịu các bạn ạ. Sự kiện giờ tài nguyên hao hiếm thật sự luôn nhưng mà không anh em. 1, 2, 3 4 này. Mất AOC luôn các bạn. Mất AOC luôn đi. AOC là của bên ok không ý nhiều bạn à. Không. Vứt rút đi. Rút nó vẫn thiếu nhưng mà thôi kệ anh em vứt rút đi. Nên nào cho bố già lên bảng pin này anh em. Đó, tăng thêm chỉ số cho bố tí anh em. Ra trận cho nó oai hùng. Rồi. Xem nào còn gì nữa không nhỉ. Nó nhận về nhiều lắm mà tôi nhớ xem nào. Xem nào. Form food rồi còn gì nữa. À có cốc bia nữa các bạn. Có cốc bia. Có cốc bia. Có cốc bia. 200 cốc bia. Giờ tăng 200 cốc bia thì cũng chả nhận được bao nhiêu anh em. Đi vào đây. Nội thất các bạn. Đi vào nội thất. Nội thất. Nội thất. Chế tạo nội thất. Danh sách. Danh sách này các bạn đừng cho nhiều. Hôm bữa tôi mới phát hiện ra các bạn đừng cho nhiều anh em. Những tướng mà các bạn không chơi đừng có cho vào. Đây nhưng mấy chó này cho ra hết anh em. Bố già ra hết. Bây giờ đấy. Chỉ có Lami này. Đô Flamingo này anh em này. Cả anh ba. Đó. Đấy giờ là chỉ có mấy cháu này thôi anh em. Rồi. Chế tạo phát. Đấy ra đồ anh ba này các bạn nhìn thấy chưa. Ra đồ anh ba luôn này các bạn này. Đó ra đồ anh ba luôn các bạn đấy. Mẹo kiếm đồ ngon anh em này. Đây là cái mẹo mà để kiếm đồ ngon anh em. Đó, bạn nào muốn thì đây anh em chỉ để những thứ bạn cần thôi, đừng cho quá nhiều là được.
auto ra đồ anh em. Đây của anh ba đây, tự động nắp, new ngay. Dư món nào không? Đây có không? Từ mấy món thứ này từ từ anh em. Đồ Flamingo nào? Tự động nắp, tự động nắp, new. Ok, tiếp theo là anh Luật nào. Rồi. À quên, từ. Có một anh Đô nữa các bạn, có một anh Đôi nữa. Có ai không? Nó nắp được món nào nắp anh em. Ok, Dâu Đen nào. Mỹ Hạo nào. Rồi, cũng sương sương rồi anh em. Cứ quên, xem nào của anh Ba nào, xem cột đột chỉ số của anh Ba các bạn. Thêm 15 tốc các bạn nhá. Đấy, rồi ok. Online. Đọc nguyên cái sự kiện ngon lành rồi. Còn gì nữa nhỉ? Đấy là tặng đấy, là tặng gì nữa ta? Quà nhiều quá không nhớ được luôn các bạn. Hình như còn cốc bia, cốc bia tông đập. Cốc bia giờ tông đập các bạn ạ. Giờ đập cốc bia thấy nó còn thua anh em. Để xem nào. Ok, giờ đi leo đậu thần các bạn. Đấy, giờ chúng ta leo đậu đôi. Đây, tem hai đô Flamingo đâu rồi? Giờ cho team 2 đô Flamingo ra trận anh em. Mỹ Hạo lên trên luôn này. Trên này thì bật bớt ra. Carilla ra cho anh Ba lên luôn. Thêm đây nữa vào anh em. Rồi. Quay trên 2 book 3 đam của chúng ta. Nào cứ thử phát xem sao ạ. Thử đã. Thử rồi biết anh em. Lâu lắm nó không neo đậu anh em. Đấy. Giờ cố nâng nêm cho anh Ba lên thêm lên G3 đấy anh em, lên G3 đấy mình ok được. Chứ giờ anh Ba tôi trông vậy chứ. Ờ nó thấy chứ anh Luật anh cứ làm jumper độ khoảng 7 phát 8 phát nó khác hẳn ngay anh em. Cứ 1 2 phát này thì đâu được đâu mà. Đâu ăn thua đâu anh em. Đấy đúng rồi, hay quá, hóa đá đúng lúc luôn.
một cào bổ dây lây ulti. Hay quá, lên bổ nào, 1 2. Bên đầu bạn thì có chopper thì phải. Rồi Romba được mấy nhịp? Một, ôi trời, lại một nhịp các bạn. Thế nhìn chán thật sự luôn ạ. À, một nhịp một ạ. À, trời ơi, ít thì nhiều mày bổ được hai phát chứ. Ui, lại toang nữa rồi anh em. Thế này là lại toang cả đám rồi. Thế cay đấy nhỉ. Ok, mấy thì anh em đã nhận quà VIP code tri ân chưa? Các bạn chơi đến đâu rồi? Đây tôi đây anh em. Đây tình hình thì... Ở đấy, tôi đang định bảo là đánh thì máy không win, các bạn bỏ qua cái là lại win giờ mà. Vừa dứt lời xong nó làm thật luôn các bạn. Đấy, đánh máy không win bỏ qua cái lại qua màn. Ui, thật sự các bạn. Anh ba săn gì tôi đâu rồi? Đấy, giờ thương nhất anh ba rồi các bạn. Không ai yêu anh nhiều bằng, duy nhất cho bằng anh ba các bạn. Đấy, ra là chỉ quý anh ba thôi. Đấy, còn lại thứ khác có hay không không quan trọng nữa các bạn. Đấy, tất cả là chỉ để dành cho anh ba. Trời ơi. Ở đây này bỏ ra một quên không nâng đẩy lên nữa anh em. Rồi đẩy game sao thoát được đêm sau anh em. Sau đẩy tiếp cho anh ba. Ok, là chung thì clip tôi xin phép anh em tại đây. Hẹn gặp mọi người clip theo nha. Cảm ơn video kênh từ đường phố rất nhiều. Giờ thì bye bye. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp mọi người clip theo nha. Bye bye.